vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo Thị trường xăng dầu Việt Nam và vấn đề thể chế cho Hiệp hội xăng dầu Việt Nam tổ chức. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các chuyên gia doanh nghiệp trong ngành tham dự. Tại hội thảo, các vấn đề như thị trường xăng dầu hiện nay và định hướng phát triển, tác động của cam kết trong WTO, các FTA đối với thị trường xăng dầu Việt Nam, cơ chế chính sách đối với kinh doanh xăng dầu, vân vân đã được các chuyên gia doanh nghiệp thảo luận đưa ra giải pháp kiến nghị nhằm giúp thị trường xăng dầu phát triển phù hợp với tiến trình hội nhập. Được biết, hiện nay cả nước có 29 đầu mối tham gia xuất nhập khẩu xăng dầu, hơn 13.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Theo các chuyên gia trong ngành, một quy hoạch tổng thể hệ thống kinh doanh xăng dầu, giảm bớt cơ chế cho xin, công khai minh bạch giá, quản lý, giám sát bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vân vân sẽ là hướng đi đúng đắn của ngành xăng dầu Việt Nam. Thị trường xăng dầu cũng đã từng bước hội nhập với thị trường xăng dầu thế giới và khu vực. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm này, sản xuất trong nước sẽ quyết định được sự phát triển công nghiệp hóa dầu và thị trường xăng dầu Việt Nam.